Xin chào quý vị và các bạn. Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Nghề nuôi gái được viết bởi tác giả Trường Lê. Một vị tác giả mà trước đây thì Hồng Nhung cũng đã chuyển thể rất là nhiều tác phẩm của anh rồi. Và tác giả này cũng đón nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị qua bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Nói thế không phải tôi là các loại thích dùng bạo lực, hạ cẳng tay thượng cẳng chân với phụ nữ, đàn bà con gái. Nhưng nhìn cảnh bà chị tôi vừa bế con, vừa phải quét nhà nhặt rau nấu cơm rửa bát, trong khi đó 4-5 đứa nhân viên ngồi xem tivi, ngồi ăn quả vặt rồi cười khúc khích với nhau, tôi cảm thấy điên tiết lắm. Ngày trước nhân viên sợ bái một vành, thì nay nhân viên nó coi bái như một con ô xin, không hơn không kém. Chẳng nói đâu xa, nghe đến bà hàng nước bên cạnh cũng nói, chị mày giờ nhìn không khác gì con ô xin. Giờ đây chứng kiến tận mắt cái cảnh này, tôi cũng không còn dám tin là chị tôi lại có thể chịu đựng được đến như vậy. Đúng là cuộc sống, vì mưu sinh, người ta còn dám đi giết người, đi ăn cướp, thì chị tôi chấp nhận hạ thấp mình, âu cũng là lẽ thường. Con người càng sống lâu càng già đi thì họ sẽ có những suy nghĩ mà ngày còn trẻ họ sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến. Bây giờ chúng nó không phải là nhân viên nữa mà là nguồn nuôi sống, là cơm áo gạo tiền, là khoản trả nợ hàng tháng của chị tôi. Bà chị hỏi, cậu ở đây ăn cơm luôn nhé, lát chị nấu cơm rồi ăn. Chị cũng còn nhiều chuyện muốn nói với cậu và có cả việc này muốn nhờ cậu nữa. Nghe xong câu đó tôi hơi hoang mang, bởi tôi nghĩ ngay đến chuyện bà chị nhờ tôi về đây làm cho bà ấy. Nếu mà như thế thật thì tôi sẽ rất khó xử. Tất nhiên là tôi rất thương bà ấy khi nhìn thấy cảnh này, nhưng tôi đã từng thề với bản thân mình sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến cái nghề này nữa. Bởi vậy, sau khi nghỉ làm, chuyện về Hải Phòng, tôi đã chặn hết tất cả các liên lạc với những ai có liên quan khi tôi còn ở đây. Thậm chí là số của những đứa nhân viên tôi cũng không lưu giữ. Bởi khi ra đi, tôi không còn muốn liên quan gì đến nghề nuôi gái, nghề mại dâm, bảo kê, đi khách hay bất cứ cái gì. Nhưng nhìn bà chị khổ sở, lo toan đủ thứ trong khi cơ thể gần như suy kiệt, tôi cũng không lỡ nếu bà nhờ mà không làm. Tôi lo lắng ra mặt bởi quá khó để có thể từ chối, nhưng cũng không muốn chấp nhận. Những lúc như vậy, tôi thường chọn cách im lặng không trả lời. Và tất nhiên là tôi sẽ tỏ ra bối rối. Bắt bài tính cách của tôi, bà chị cười xòa rồi khẽ nói, yên tâm, chị không làm cậu khó đâu. Không phải là chị bảo cậu quay lại làm, chị em mình quá hiểu nhau. Chị biết cậu cũng không mặn mà gì với cái nghề này, nhất là khi nhìn thấy chị như thế này. Chuyện chị nhờ cậu là chuyện khác, tuy rằng nó cũng liên quan đến nghề nuôi gái. Càng nghe bà nói, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu. Việc gì mà có liên quan đến gái, nhưng lại không phải quay lại làm nghề. Đến thăm chị cũng không thể nhìn mặt xong quay về ngay được. Tôi trả lời, ok, thế em ở đây chơi 1-2 hôm cũng được. Nhưng mà em không có ăn cơm đâu. Lát em giúp chị nấu, xong em đi ra ngoài ăn tạm cái gì. Tiện sang bên nhà nghỉ, lấy một phòng. Chứ ngồi ăn với chúng nó, em sợ em mà cáu lên là rách việc. Thanh Long chưa có về ăn cơm không ạ? Bà chị lắc đầu. Về nó cũng không ăn cơm đâu em. Cùng lắm là nó thay bộ quần áo rồi lại đi ngay. Chị bây giờ coi nó như người đã chết. Sống với nhau như cực hình như thế này mà vẫn phải chịu đựng nó còn khổ hơn chết. Thế cũng được. Ăn xong, về đây chị em mình nói chuyện. Cơm để chị nấu cho. Tôi xắn tay áo lên và nói, mấy khi em nấu cơm cho mà ăn, chị gọi thức ăn đem đến rồi à? Gà rang gừng nhá, còn rau cải luộc lấy nước canh, sau đó xào tỏi được không? Chị trông cháu đi, nghỉ ngơi một chút, mắt mũi thâm quầng, chắc ngày nào cũng phải thức đêm muộn. Bà chị nhìn tôi ra điều cảm động lắm, lại chuẩn bị khóc, tôi tặc lưỡi. Thôi thôi, bà bớt khóc đi, hơi tí là khóc. Mệt mỏi lắm. Ơ mà này, thế người yêu em đâu? Sao không bảo nó ra thăm chị luôn mà đi mỗi một mình?
Đi làm, không xin nghỉ được, em thì khác. Công việc tự do, với lại chỗ em làm cũng là chỗ anh em, nên cũng thoải mái. Kia nó đi làm thuê cho người ta, mấy hôm nay con chủ nó cũng đi đâu ấy, nên suốt ngày một mình trong spa. Gớm, mà bà với nó chẳng nói chuyện với nhau suốt, giả vờ hở. Nói xong tôi cười, đúng lúc đó bên ngoài cửa có người gọi mang gà đến. Tôi đi ra, vẫn là con bà bán rau kiêm bán thịt gà quen thuộc. Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi. Hình như nó nhận ra tôi nhưng có biểu hiện chậm. Cứ đứng cầm cái túi đựng nửa con gà rồi nhìn tôi không chớp mắt. Tôi mỉm cười chào nó. Ê cu, có nhận ra anh không đấy? Ngày xưa anh hay mua rau nhà mày đây này. Mẹ có khỏe không? Thằng bé vẫn vậy. 2 năm trôi qua nhưng hình như nó không có sự thay đổi. Nó có vấn đề về tâm thần nên làm gì cũng chậm. Tính toán cũng không biết. Nhưng mà nó chăm chỉ và hiền lành lắm. 2 năm trôi qua, nó vẫn luôn ra chợ phụ mẹ bán rau, nhặt rau, hay thi thoảng là đem đồ ăn người ta gọi mua đến nhà. Phải một lúc sau nó mới nhe răng ra cười. Ừ, đúng rồi, nó vẫn nhận ra tôi, nhận ra cái thằng cai phò hay mua hàng nhà nó. Ai bảo nó ngố, bảo nó không biết gì, chẳng qua là nó hơi chậm một chút thôi. Tôi xoa đầu nó rồi gọi hỏi chị. Của bà bao nhiêu tiền đấy? Bà chị nó vọng ra. 140. Mà cậu không phải trả đâu, để mai chị gặp mẹ nó chị trả. Tôi móc túi ra lấy tờ 200 đưa cho nó. Nghĩ làm sao tôi lại nhét vào túi nó cẩn thận rồi nói. Về đưa cho mẹ nhé. Thằng nhóc chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn tôi cười rồi gật đầu lia lịa. Nó đạp con xe cào cào đá cũ. Nhìn thằng bé tôi thấy vui đến lạ thường. Có những thứ không thể thay đổi, còn có những cái đã đảo chiều đến mức khó mà có thể chấp nhận. Tôi đem thức ăn vào bếp chuẩn bị nấu nướng, trong ánh nhìn của mấy đứa nhân viên. Hình như đây là lần đầu tiên chúng nó thấy đàn ông vào bếp thì phải. Gương mắt ếch ra nhìn, như một sinh vật lạ, nhưng chẳng đứa nào chịu động tay động chân, dù chỉ là nhặt một cọng rau. Nấu cơm xong thì cũng chưa đến 11 giờ. Tôi dọn sẵn mâm bát, cúng các mẹ, xong rồi đi vào nói với bà chị. Cho em mượn chìa khóa xe đi ăn bát phở. À mà này, thằng Thành nó về quê rồi hả chị? Trước đây tôi không kể, nhưng bà chị còn có một thằng em ruột kém tôi 2 tuổi. Lý do tôi không nhắc đến nó là bởi vì nó cũng không mấy khi xuống quán. Đợt tôi làm, nó ra đây là để chuẩn bị đi nước ngoài. Nghe đâu có cô người yêu ở bên Anh, bên Mỹ gì đó, làm giấy tờ cho. Đột nhiên hôm nay tôi lại nhớ đến nó. Bởi bà chị khổ thế này, chắc có lẽ nó đã đi rồi. Bà chị im lặng không trả lời, đưa chìa khóa xe cho tôi, bà nói. Cậu cứ ăn đi, rồi về đây chị nói chuyện. Đã xong bát phở cũng là gần 12 giờ trưa, tôi chạy xe quay lại quán. Dừng xe bên ngoài tôi thấy 4 đứa nhân viên đang trang điểm, ăn mặc khá là bắt mắt. Bà chị tôi đang nghe điện thoại, đoán là có khách gọi nên tôi cũng không hỏi. Thế bà chị dặn nhân viên. 4 đứa đi. 2 đứa vào phòng 505, còn 2 đứa vào phòng 606 nhé. Lúc nào về nhớ xuống lễ tân thanh toán tiền, của phòng nào phòng đấy lấy tiền. Cái thù đáp. Vâng, em biết rồi. Thế đi xe máy hay đi taxi hả chị? Bà chị nói. Đi taxi đi. Lẽ ra chúng nó phải đến đón người, nhưng lát chị bảo lại, tính luôn tiền taxi và tiền đi khách. Chị gọi taxi rồi đấy, khi về có người trở về. Còn mỗi một em nhìn so với 4 đứa kia thì kém sắc hơn nên ở lại. Con bé này nhìn cũng hiền nhất, lúc nào cũng ngồi trong phòng, ít khi ra ngoài. Đấy là từ sáng đến giờ tôi đến thế. 5 phút sau một chiếc taxi có mặt, 4 đứa nhân viên súng xính cười đùa bước ra khỏi quán. Chị tôi quay lại nói với em đang ngồi. Linh đi ngủ đi, có khách chị gọi. Mà sáng nay Linh cũng mở hàng rồi nhờ. Em mới gật đầu. Vâng, sáng em cũng đi một khách rồi, vậy em đi ngủ. Có gì chị cứ gọi em nhé. Sáng giờ tôi mới thấy có đứa này nói chuyện lễ phép. Chị tôi cười. Con bé này hiền nhất. Nó cũng không phải người cứ thu đưa xuống, mà là chị mua về đấy. Gọi là mua thì nó cũng hơi quá.
nhưng cũng phải tốn 15 triệu cho môi giới. Khổ, cũng bị đám kia bắt nạt nên lúc nào cũng chỉ thu thủ một mình. Tôi hỏi, mà nãy em thấy bảo chị cho hai đứa đi một phòng, giờ lại con chưa gỡ kiểu xăm cửa. Nhân viên máu thế nhỉ, thế mà cũng chịu đi, đúng là toàn dân chơi thứ thiệt. Sao cậu lại nói thế? Chúng nó đi hát mà, chứ có phải đi đóng gạch đâu. À, mà nói đi hát cũng không hẳn là đi hát, cũng có đóng. Tôi ngơ ngác đáp lại, đi hát mà cũng đóng là thế nào? Lạ nhỉ, trước đây làm gì có đâu. Bà chị cười cười, giờ khác rồi cậu ơi. Quên không bảo cậu, gần đây, ngay khi đô thị mới mở một quán karaoke to lắm, to nhất khu này từ trước đến giờ luôn, bay nhảy, hát hò, bao tất. Nghe đâu được tỉnh bảo kê nên hoạt động mạnh lắm. Trước có Dubai, nhưng giờ Dubai cũng chỉ xếp sau. Nhân viên ở Dubai cũng sang bên đó hết rồi. Ngày trước chị em mình chơi ở Dubai thì chỉ có hát hò tay vịn, bay lắc thông ngày thông đêm. Nhưng giờ chỗ mới này nó còn có một dịch vụ khác. Nghe thôi tôi cũng thấy hào hứng. Đúng là đối với cái ngành công nghiệp không khói này, luôn cần phải có sự đổi mới. Thậm chí, ngay cả một tư duy mới thôi cũng có thể đẻ ra bộn tiền. Bây giờ làm ăn những ngạch đen, những mảng tối màu trong xã hội, không ai người ta còn sử dụng tay chân như người xưa nữa. Chém giết, bắn nhau, tranh giành địa bàn chỉ dành cho mấy thằng giang hồ tập sự. Nay những ông trùm luôn là những người đeo kính, mặc vest đen, sơ mi trắng, đi giày tay bóng loáng. Cái họ có trong tay không phải là súng, là dao, mà là một cái đầu. Chuyện đao búa tay đâm tay chém là của những kẻ tay sai, dưới trướng. 2018 rồi, định nghĩa về giang hồ đã thay đổi. Nhất là khi có cơ cấu chống lưng đằng sau, thì càng những ý tưởng mới lạ lại càng hút khách và hái ra tiền. Tôi hỏi, dịch vụ gì về chị? Bà chị ngồi xuống ghế và bắt đầu giải thích. Ngày trước, cậu làm, cậu cũng từng hỏi tại sao chị không đầu tư tiền xây luôn một dãy phòng nghỉ để làm ăn luôn, đỡ phải sang bên nhà nghỉ khác phải không? Ý tưởng đó là tất nhiên là ai cũng muốn làm. Nhưng cơ chế ở đây là không làm được. Vừa nuôi gái mà lại vừa kinh doanh nhà nghỉ thì con mà vỡ mồm. Thế nhưng tụ điểm ăn chơi mới này nó lại làm được như thế. Nó có 6 tầng, to lắm. Nhưng riêng tầng 6 lại là một dãy phòng được thiết kế 3 sao. Có phục vụ, có lễ tân như bình thường. 5 tầng còn lại là hát, bay. Nó không nuôi nhân viên đó, mà làm theo kiểu nhân viên đi làm theo ca như bình thường dưới hình thức là phục vụ bàn và chọn bài các kiểu. Ký hợp đồng làm việc bình thường, nói chung đứa nào trong đó cũng đoàn là cái cả. Nhưng không tại quán, mà là thuê nhà rồi đi làm theo ca sáng chiều đêm. Vẫn là tay vịn và gái bay theo yêu cầu. Điểm hay ở chỗ, trong quá trình hát hò, nếu khách ưng em nào thì dắt em đó lên tầng 6, làm thủ tục lấy phòng xong, đưa nhau vào phòng tàu nhanh hay đêm, hay như nào là theo thỏa thuận. Đi xong giá cả sẽ được thanh toán ngay trên tầng 6. Còn tất nhiên là tiền hát theo giờ của nhân viên vẫn sẽ được tính như bình thường, trong bill của phòng karaoke. Tôi hiểu ra ngay vấn đề. Nếu mà như thế thì quả thật quá thông minh. Trên danh nghĩa, nhân viên đi làm như công chức, công nhân của các công ty xí nghiệp, không nuôi nhân viên mà hỗ trợ nhân viên ở riêng. Đến ca đi làm cũng là một cách tránh tội nếu không may xảy ra vấn đề. Mà thực ra đó chỉ là lo xa, chứ nó đủ sức đánh bật Dubai, chứng tỏ cơ cấu của nó chỉ có hơn chứ không bao giờ kém. Ngày trước ở đây, mỗi trận bay của chị em tôi đều diễn ra ở Dubai. Phải nói trong thâm niên bay lắc chục năm có hơn của bà chị thì bà ấy bảo là chưa ở đâu lo tốt như Dubai. Nghĩa là chỉ việc đến chơi, kể cả công an có đứng dưới sảnh kiểm tra thì vẫn bình chân như vậy. Dịch vụ thì chu đáo tận răng, phòng bay cách âm, đi dây riêng cho mỗi phòng. Đang phê pha mà muốn hút thuốc thì bồi phục vụ thôi là tự châm thuốc hai tay dâng cho anh rồi. Đang phiêu chẳng may có đi vẹo một phát là mấy em nhân viên phải chạy ra ngoài kêu người vào lau sạch sàn nhà vì sợ các thành phê ngã sấp mặt. Nói chung là chu đáo, nhưng trong các cuộc chơi, cành các chị có thích nhau đến đâu thì cũng phải đưa nhau ra nhà nghỉ, khách sạn, chứ không được quện nhau ở trong đó. Vậy mà tụ điểm mới bây giờ lại chơi nguyên một tầng chỉ để khách với nhân viên đi nệm.
quả thật là đáng nể. Ngày trước Dubai là dịch vụ tận răng, còn chỗ này có lẽ chế độ phải đến tận cuống họng rồi. Tôi hỏi tiếp. Vậy thì kiếm lắm nhỉ? Mà giá cả nó tính thế nào hả chị? Trung bình giá 500k cho một lần đi hát. Chúng nó làm ăn quy củ lắm, tùy theo yêu cầu khách hàng ngay từ đầu. Phòng VIP có giá riêng của phòng VIP. Bọn gái được điều lên phòng VIP thì toàn gái tuyển. Chị cũng không rõ là bao nhiêu tiền một đứa, một tiếng. Còn cỡ như mấy đứa nhà mình là hàng đá đưa, hàng đóng thôi, nó vẫn trả 500 một tiếng. Đi một cái tính thêm 300, trong đó nó thu tiền phòng 150, còn trả cho nhân viên 150. Nếu thế nó đi tàu nhanh thì chủ không được cái gì à? Ừ, mình chỉ ăn được 300 trong 500 tiền hát thôi. Còn tiền nhân viên đi khách thì nhân viên nó được. Thế nên là bọn này đi hát chúng nó cũng phải tự mồi chài khách, đông đưa khách để đi nhanh luôn. Có thế thì mới kiếm được. Với lại, nó chỉ gọi nhân viên ngoài vào ban ngày. Kiểu ban đêm gái chỗ chúng nó bay lắc nhiều, nên sáng nó gọi nhân viên ở mấy quán gái ngoài này. Và lại, hàng đóng như bọn nhân viên nhà mình nó chiều khách hơn. Trong kia nhiều con xinh xắn sang chảnh, nó không khi khách mà chỉ hát với tay vị sờ soạn chút thôi. Thu nhà mình là hay được gọi. Chính vì nó có dịch vụ như thế nên Dubai giờ còn mấy ai đến chơi nữa đâu. Đang nói thì bái thở dài, tôi hỏi. Sao thế? Đang kể hào hứng lắm cơ mà. Giờ nếu mà cậu muốn tìm thằng Long, cậu bắt taxi ra đó hỏi anh Long chém ở phòng nào. Hay cậu đưa ảnh chụp chung với nó ra là có người dắt cậu lên tận phòng luôn. Nó từ khi cái chỗ đó mở ra thì đã là khách VIP ở đấy rồi. Có lần, nó bay thông một tuần không về. Chị là phải người đem tiền ra trả đấy. Nhìn nó ở trong phòng một mình với 5-6 con nhân viên mà muốn khóc cũng không thành tiếng. Khốn nạn hơn, nó vừa bú đá vừa nhìn chị rồi bảo: trả tiền xong thì về đi còn đứng đấy làm gì. Em bảo như thế thì có muốn đâm chết nó luôn đi không? Nghe bà chị kể mà tôi cũng cảm thấy tức giận cho bà ấy. Sực nhớ ra một chuyện, tôi hỏi: à, sáng chị bảo là nhờ em một việc. Là việc gì đấy? Cái này chị cũng không biết là em có giúp chị được không. Nhưng giờ không nhờ em thì chị cũng không biết nhờ ai. Đời chị khốn khổ với nuôi nhân viên. Thôi thì có làm sao để chị chịu một mình cũng được. Đằng này chị khổ quá rồi cậu ạ. Nước mắt bà lại chảy ra. Trong một buổi sáng đến trưa thôi mà tôi đã phải thấy bà khóc đến 3-4 lần. Chẳng lẽ còn chuyện gì khổ sở hơn nữa hay sao? Tôi ngồi xuống hỏi bà chị: thì có chuyện gì cứ nói ra xem nào. Em không dám hứa, nhưng nếu giúp được là em giúp. Cậu có hay nói chuyện với thằng Thành không? Là thằng em trai của bà ấy. Tôi lắc đầu. Trước ở đây thì em còn thi thoảng hay đi uống cà phê với nó. Nhưng từ đợt em đi khỏi đây thì em không nói chuyện với ai ngoài này cả. Mà sao? Em tưởng nó đi nước ngoài rồi chứ nhở? Đợt đó ở đây thấy bảo giấy tờ thủ tục sắp xong rồi cơ mà. Thế nó làm sao? Đã đi được đâu. Trước nó vẫn ở đây với chị. Nhưng bây giờ nó cũng hỏng rồi. Hỏng? Nó làm cái gì mà hỏng? Trước giờ có thấy nó chơi bời cái gì đâu. Đến cả nhà mình đi bay nó cũng chẳng buồn đi. Chỉ có thi thoảng đá tí gái, sao mà hỏng được? Hay là nó cũng dính vào đá giống như anh Long? Bà chị mở điện thoại, hình như là tìm một bức hình gì đó. Xong bà đưa điện thoại cho tôi rồi nói: cậu nhìn đứa này có quen không? Tôi cầm cái điện thoại lên nhìn nhìn. Trong điện thoại là ảnh một đứa con gái. Mà nói luôn, tôi nhận ra ngay đó là con Trúc, nhân viên nhà Mụ Loan ngày trước. Con này xinh, người nhỏ nhắn, xinh xắn. Tôi lạ gì? Ngày trước làm lúc không có nhân viên, chẳng lên nhà Mụ Loan mượn suốt. Tôi đáp: sao không biết? Con này là con Trúc chứ con nào. Mà chị đưa ảnh con này cho em xem làm gì? Quán Mụ Loan giờ cũng còn làm nữa đâu phải không? Cậu chuột sang xem cái hình sau đi. Tôi làm theo. Tiếp theo bức ảnh của cái Trúc vẫn là ảnh của nó. Chỉ có điều ảnh sau nó không chụp một mình mà chụp chung với thằng Thành, em trai bà chị. Không chỉ vậy mà còn là ảnh dừng chiếu. Con Trúc chụp với thằng Thành khi thằng Thành đang ngủ. Con này một tay kéo chăn che ngực,
tay kia cầm điện thoại tự sướng. Tôi giật mình nói, sao chị lại có những cái ảnh này? Mà thằng kia ngu thế, đã đi chơi còn để cho nó chụp ảnh. Chị cóp từ máy của thằng Thành sang đấy. Con này nó lấy mấy thằng Thành chụp ảnh, thằng này không biết. Nhưng mà làm sao? Giờ nó tống tiền à? Mặt ga ve thì tống tiền cái gì? Trừ khi nó chưa đến tuổi. Không phải, vì mấy cái ảnh này mà người yêu thằng Thành bên Anh biết được, nó bỏ thằng Thành rồi, thế nên không đi được nước ngoài nữa. Tiền đặt cọc 1 tỷ chị cũng lấy về nửa năm trước, bị thằng chó Long lấy sạch. Nhưng thà mất tiền không sao, bây giờ thằng Thành cũng bỏ đi theo con kia luôn rồi em ơi. Hình như bị bỏ bùa hay sao đấy, nó lấy trộm tiền của chị rồi bỏ theo con kia 2 tháng nay không về. Mày cũng biết đấy, cả nhà chị có ai ưa đâu. Nhưng vì muốn lo cho thằng Thành nên chị phải xin xỏ mãi mẹ chị mới để chị lo cho nó. Nhưng bây giờ tiền thì mất, người cũng đi, rồi mọi người đều chửi chị là do chị nuôi phò nên nghiệp nó vận vào thân. Em trai chị phải gánh thay, giờ bỏ đi theo con phò không biết đi đâu. Nhà có mỗi nó là con trai mà bây giờ nó như thế, chắc chị chỉ còn đường chết mới hết tội thôi cậu ạ. Tôi ngớ người mất một lúc, không thể ngờ thằng Thành lại dám làm như vậy. Tôi không lạ cái việc nó chơi gái, mà tôi thấy sửng sốt khi biết nó bỏ nhà đi theo nhân viên. Đã vậy còn ăn trộm tiền để đi, tôi thắc mắc. Nhưng dù sao, người yêu nó lại biết mấy cảnh này. Chẳng nhẽ chúng nó dùng chung iCloud à? Ừ, hình như thế, nên nó mới đọc được cả tin nhắn. Thằng kia ít dùng điện thoại lắm, bị chụp ảnh còn không biết gì. Đến đêm, con bé kia nó gọi về chửi thằng này, xong thằng này cãi thì nó gửi ảnh cho xem. Hai đứa chửi nhau, con bé khóc lóc gọi cho chị, kể lể mọi chuyện. Chị nghe xong điên quá. Lúc đấy quán con Loan vẫn làm, chị mới lên đánh con kia một trận, nhưng bị can ra. Con kia sợ quá, ngay trong đêm nó thu dọn quần áo rồi bỏ đi luôn. Chị cũng bảo với con bé người yêu nó là tha cho thằng Thành. Kiểu đàn ông xa người yêu thì nó đi 1-2 lần rồi mọi chuyện cũng xuôi. Chẳng biết sau đó mấy hôm ấy, con kia nó nói gì với thằng này mà thằng này nó gọi điện chửi cả cái con bé người yêu nó, rồi nó quát cả chị. Rồi nó mới bỏ thằng này. Rồi 2 hôm sau thằng này ăn cắp tiền của chị bỏ đi mất. Cậu bảo có khốn nạn cái đời chị không? Đúng lúc mẹ chị gọi nó về, cũng nghe nói nó ở đây chơi bời, không đi được nước ngoài thì về nhà. Nhưng rồi nó đi đâu không ai biết, chị lại bị chửi đến nhục nhã. Cuộc đời chị khốn nạn đến thế là cùng. Đúng là oan nghiệt. Nhưng dẫu sao thì mọi người trách bà ấy cũng không phải là không có nguyên nhân. Nói thật, nhà nào nuôi ca ve cũng sẽ biết, không chồng, em trai, người nhà mà là giống được ấy, kiểu gì cũng phải tăm te tím mắm tím mẻ. Nhiều bà là chủ chứa nuôi gái, tận mắt thấy chồng ngủ với con nhân viên cũng phải chấp nhận, bởi cái nghề này nó vốn dĩ là như vậy. Mỡ dâng miệng mèo thì mèo mù nó còn táp nữa là mấy ông thèm của lạ. Không phải tự cao hay nâng bi bản thân, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết cái mùi cà ve nó như thế nào. Không thiếu, thậm chí ngày trước còn là của nhà làm được. Hoặc những trận đi chơi, ba chị còn hỏi nếu mà tôi chơi gái bay với mấy đứa nhân viên nhà mình thì bà ấy sẵn sàng gọi gái tính bằng đô cho tôi luôn. Nhưng chắc do tôi dị ứng, hoặc đam mê của tôi ngày đó chỉ là cờ bạc bóng ban, nên gái gú, nhất là nhân viên nhìn thấy nó không có cảm giác. Nó đơn giản như nhà bạn có một cái bát tô, một ông hàng xóm sang ăn mang sang trả, sau đó là các ông bạn của ông hàng xóm sang mượn lại cái bát về ăn tiếp. Lần này ông ấy ăn bún đậu mắm tôm xong cũng lại không rửa đem sang. Cứ thế xóm bạn có tầm 5 ông hàng xóm ăn đủ các món, nhưng chỉ dùng chung một cái bát. Liệu rằng bà có dám cầm cái bát không được rửa ấy để tiếp tục ăn cơm trong ngày hôm đó hay không? Nghĩ thôi là cũng thấy ghê rợn lắm rồi. Đó chính là lý do mà tôi hơi dị ứng với nhân viên. Dị ứng ở đây không phải là kỳ thị chúng nó. Tôi vẫn nấu cơm, ăn cơm, nói chuyện với chúng nó như một cách bình thường. Nhưng chỉ là khi nghĩ về quả quan hệ tình dục kia thì tôi không có hứng thú được. Một ngày nhìn chúng nó đi đi về về đến mấy chục lượt, cứ đi xong về xịt tí nước hoa lại có khách đi tiếp.
biết là sau mỗi cuốc có rửa, có tắm, nhưng mà tóm lại vẫn cứ là không mê được. Thế mà ngày trước cũng có một khách tên Long. Ông đấy cứ có nhân viên mới là gọi điện hỏi. Hỏi xong rồi đi. Mà đi nhân viên mới bao giờ bố cũng đòi. Rồi cả thằng Mạnh Miến. Thằng bị tôi đập cho vỡ đầu bởi cái tội vào quán. Thằng đấy nó là dân nghiện đá có thâm niên. Nó toàn đòi đi trần. Rồi đòi cả đêm. Bởi vậy, nghe đến tên Mạnh Miến thì em nào có cao thủ đến cỡ nào cũng phải chạy ra hàng km. Không thể hiểu các bố nghĩ gì mà lại có thể làm được cái điều siêu nhân như vậy. Đam mê với nhân viên chẳng lẽ nó mãnh liệt đến vậy hay sao? Quay trở lại chuyện thằng Thành. Vì sao mọi người lại chửi bà chị? Vì bà ấy nhiều khi còn điều nhân viên cho em trai mình chơi. Mà được cái thằng kia cũng máu. Giả dụ như tôi không đi chơi thì ai ép được. Nhưng từ ngày ra đây, tiền của chị nhiều, nhân viên lại sẵn. Thành ra nó cũng ăn tạp. Chủ nhân viên nhà nó không dám đi. Hoặc có thể nó đi, nhưng kín tôi không biết. Bởi dẫu sau ngày đó tôi vẫn làm. Nếu có muốn chơi mà xuống nhìn mặt tôi cũng đã ngại rồi. Có điều tôi biết, bà chị vẫn hay điều gái cho nó. Kiểu chiều em thích là chị cho nhích. Mấy lần tôi cũng nghe có đám nhân viên kháo nhau, nào lấy thế anh Thành đi với con nào nhà nào. Quanh đấy có mấy cái nhà nghỉ, chúng nó đi làm kiểu gì chẳng gặp, rồi nhân viên nó nói chuyện với nhau, kêu gì chẳng kể. Vậy nên suy cho cùng bà chị tôi vô tình lại là người củi dí cho nó. Tôi hỏi, thế bây giờ chị muốn nhờ em về gì? Đừng nói là đi tìm nó, năm nay nó 26 rồi, không phải trẻ con mà bắt về được đâu. Bà chị nói, không phải, chị chỉ dám nhờ em gọi điện để khuyên nhủ nó, cũng là người nhà, mà cùng tầm tuổi, nó lại nghe. Chị giờ không cần tiền, chỉ cần nó quay về nhà thôi là chị mừng lắm rồi. Thế nó lấy của chị bao nhiêu tiền? 80 triệu. Chắc chị lo nghĩ nhiều thứ quá, thành ra không còn sáng suốt rồi. Em bảo này, chị đừng có giận. Ra cỡ cái thằng Thành ấy. Nó đi ra ngoài không sống được lâu đâu. Chẳng qua ngày trước chị nhiều tiền. Nó lại là con trai duy nhất trong nhà, nên từ bé đến lớn chả phải làm cái gì. Chị nghĩ nó sẽ sống được ở ngoài kia. Giờ còn tiền thì còn chưa về, hết tiền nó tự về. Không những vậy, còn xin xỏ van nài mà về luôn. Nó lấy của chị 80 triệu, mới đi được có 2 tháng thì không tìm thấy đâu là đúng. Còn con kia sao nó có thể nuôi thằng này được? Mà thằng này liệu có chấp nhận để nó đi làm phò mang tiền về nuôi cơm đổ vào mồm không? Chị cứ để đấy, em có số em sẽ gọi cho nó. Mà không có chuyện van nài xin xỏ nó đâu, em nói thẳng cho nó biết. Còn nếu mà nó vẫn sống được thì chị càng nên mừng. Vì từ giờ trở đi chị chẳng còn gì để mà lo cho nó như ngày trước được nữa. 26 cái tuổi đầu, cái bát còn không biết rửa thì làm cái gì mà ăn. Tại sao cũng là người nhà nhưng em ít gặp nó. Bởi vì những thằng như thế em không ưa được. Đi uống cà phê, hút thuốc có cái gạt tàn ngay bên cạnh bàn cũng không buồn với sao mà phải gọi phục vụ đi vứt. Mà giờ bà lo cho cái thân bà đây này, sống còn không ra người, còn lo được cho ai? Này, cầm điện thoại đây. Nghe tôi nói một tràng dường như bà chị cũng vỡ ra được phần nào. Đưa tay đỡ lấy cái điện thoại, tôi thấy có gì đó không ổn. Mặt tôi cau lại, tôi gắt. Cái gì thế này? Bà chị vội rụt tay lại, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy. Trên cổ tay của bà ấy là những vết sẹo chẳng chịt. Tất nhiên, đó không phải là vết bị đánh, bị chém, mà đó là những vết cứa của dao tem. Bà ấy đã từng tự tử. Tôi quả thực vào lúc đó cũng không biết phải nói gì nữa. Mới ban nãy, tôi còn kinh ngạc bởi nghị lực phi thường của bà chị. Tôi không dám nghĩ rằng sau bao nhiêu biến cố, mất trắng gần như tất cả, mà bà ấy vẫn gồng mình chống chọi với cuộc sống khốn khổ khốn nạn. Tôi còn không hiểu được rằng sức mạnh ở đâu để giúp cho bà chị tôi đương đầu với tất cả. Hóa ra tôi cũng đã nhầm. Bà ấy cũng chỉ là một con người bình thường, vẫn chỉ là một người phụ nữ, là một người mẹ với 3 đứa con. Tôi khẽ nói, chị khổ quá. Nhưng sao lại phải làm như thế? Chết đâu phải là giải quyết được mọi chuyện. Đành rằng 2 đứa kia đã lớn, nhưng chị không nghĩ đến thằng bé mới sinh à? Bà chị cúi mặt nói lý nhí, không phải thế,
chị xin lỗi cậu. Nhưng lúc đó đời chị thảm quá. Chị nghĩ chỉ có cái chết mới hết khổ. Nhưng rồi cũng có chết được đâu. Khi ấy vẫn đang mang thai thằng An, tháng thứ 5. Lúc đó là nó dính vào đá rồi. Nhà tuy vẫn còn, nhưng tiền có bao nhiêu nó đem đi đốt sạch. Chị bụng mang dạ chửa quay đi quẩn lại chỉ có một mình với hai đứa con. Đợt đó còn cái Phượng, em chơi thân với chị cậu cũng biết. Nó có sang nhà chăm sóc rồi cơm nước cho chị, cho hai đứa kia đi học. Không có nó chắc chị cũng chết lâu rồi. Nó nhìn thấy thằng Long phá quá, nó còn bảo chị hay là về nhà nó ở. Nhưng làm thế sao được. Thằng khốn nạn kia, nó đi chơi xong 2 giờ đêm, nó gọi chị mang tiền ra cho nó. Chị bảo không có. Thì nó dọa về nó đánh. Đánh con. Lại phải gọi điện cho con Phượng đi vay tiền. Phượng nó chở chị ra đến nơi, thì thấy nó với mấy thằng bạn đang ngồi trong phòng bay ôm gái. Chị khóc đến ngất cả đi. Vẫn là cái Phượng đưa chị về. Đi qua bọn nhân viên nó còn biết chị. Nhìn chị lúc đấy nhục nhã lắm. Vợ bụng chửa, thằng chồng đi bay, bảo vợ đem tiền đến trả. Em thấy ai đời khốn nạn như chị không? Một sự thật quá đau đớn. Nhưng lần này bà không khóc nữa. Có lẽ nhắc đến nỗi đau này thì thật sự con dao quá khứ như xoáy thẳng đến tận cùng trái tim của bà ấy rồi. Thở hắt ra, bà nói tiếp. Về nhà, chị nằm trên giường nghĩ lại cuộc đời mình từ trước đến lúc đó. Chị nghĩ chắc do chị làm cái nghề này nên phải gánh hậu quả. Chị kiếm tiền trên thân xác của người khác, nên ông trời bắt chị phải chứng kiến những chuyện như vậy. Con cái nhèo nhóc. Trước đó cuối tuần nên hai đứa nó cũng được bên nội đón về chơi. Nằm trong nhà còn một mình, chị chẳng nghĩ được cái gì cả. Chỉ biết rằng cuộc đời mình đến đây là hết rồi. Giờ chị nghĩ, nếu cứ như thế này, sinh con ra, cuộc đời nó còn phải gánh nghiệp thay. Rồi nó liệu có sống nổi khi mà bố nó cứ như thế mãi không? Nhiều cái cứ thể hiện ra trong đầu. Bố chị mất sớm, mẹ lấy chồng khác. Ngay từ nhỏ ông đã đánh đập chị. Để rồi chưa đầy 15 tuổi chị phải bỏ nhà mẹ đẻ để ở nhờ nhà bác. Rồi sau đó, chị làm cái nghề này. Cậu cũng biết tất cả rồi đấy. Đến khi chị nuôi nhân viên, thì người trong nhà biết chuyện trước kia. Họ không nhận chị nữa. Họ khinh rẻ. Bao năm qua, mấy khi chị về nhà. Rồi chị nghĩ, do ai mà chị đến bước đường này? Ai cũng không cần chị nữa. Chị sống làm cái gì? Chị lấy dao tem. Cứ thế ngồi cắt vào cổ tay. Máu chảy cùng với nước mắt. Nghe đến đây tim tôi cũng thắt lại. Bởi bà đang nhắc lại quá khứ của chính mình. Không biết có ai còn nhớ không, nhưng có lần chụp lại danh sách của những bộ truyện lưu trong ghi chú có một tiêu đề Chuyện của Phương. Đó chính là bộ truyện tôi định viết sau nghề nuôi gái. Phương ở đây chính là nhân vật bà chị của tôi. Bởi cuộc đời bà trước khi lên đến đỉnh với tiền bạc, địa vị xã hội là cả một quá khứ đầy đau thương, tủi nhục đến khổ hạnh. Nhưng rồi tôi nghĩ tôi không còn làm nghề nữa, thì tốt nhất những chuyện của bà ấy tôi cũng không nên viết ra. Đó cũng là lý do mà tôi cho rằng tại sao bà ấy lại làm như thế với mình. Bởi vì cuộc đời bà ấy đã phải chịu quá nhiều lọc lừa mới có được ngày hôm nay. Thế nên việc hãm hại, mưu mô, tính toán, ngay cả trên những đồng tiền của nhân viên là những gì mà ngày xưa bà ấy phải chịu. Đó cũng là một điều mà ngày trước tôi nể phục bà chị. Bà ấy có một quá khứ không sạch, hay thậm chí người thân trong gia đình còn gọi nó là dơ bẩn. Nhưng rồi sao? Khi tôi gặp thì bà ấy có tất cả. Đi đâu cũng có người kính trọng, được mọi người trong giới xã hội nể phục. Có thể là do ngày ấy anh Long có số má. Nhưng trước khi ở với anh Long thì bà chị tôi cũng đã có tiếng rồi. Đi đâu, ăn gì, chơi gì, lúc nào cũng phòng VIP bàn VIP, đón tiếp nồng hậu. Đâu có ai dám lôi quá khứ của bà ra để mà dè bỉu. Tôi còn thấy so với những người khác thì bà chị tôi sống còn có nghĩa khí hơn khối kẻ ăn học đàng hoàng. Thậm chí là còn có người làm giáo viên luôn đấy chứ. Tôi hỏi, vậy rồi sao? Là cái Phượng. Không biết lúc đó nó quay lại làm gì, nhưng vì dạo đó nó hay sang nhà nên chị đưa cho nó chìa khóa. Nó mở cửa vào, gọi không thấy ai trả lời, vội vàng chạy lên trên tầng.
Mở cửa phòng chị ra thì chị đang nằm trên giường, máu chảy ướt cả ga rồi. Nó đưa chị vào viện và cả hai mẹ con đều sống, không sao cả. Nó nắm tay chị cả đêm, rồi cứ thế khóc. Nó khóc còn nhiều hơn cả chị. Nó bảo lẽ ra nó về rồi, nhưng đi giữa đường nó thấy nóng ruột. Nó mới đánh xe quay lại. Gọi không thấy thưa, nó nghĩ xảy ra chuyện rồi. Ai ngờ lên phòng thì chị cắt tay tự tử. Tôi nghe thôi mà cũng thấy may mắn. Nếu mà cái Phượng không quay lại, thì bà chị tôi đã chết cùng với thằng nhóc trong bụng rồi. Gọi là cái Phượng, vì tuy chơi với bà chị nhưng nó kém tôi 2 tuổi. Mặc dù mặt nó khá già, lần đầu gặp tôi cũng chào nó bằng chị. Sao mới biết nó kém mình tận 2 tuổi. Tôi thở phào. Thanh Long có về không chị? Bà chị lắc đầu, bàn tay bái khẽ xiết lại. Có về em ạ. Chị vào viện được bác sĩ cầm máu, băng bó xong thì cái Phượng gọi điện cho nó vào. Nó cũng về. Nhưng em biết nó nói gì không? Nó thấy chị còn sống, nó chỉ vào mặt chị bảo là chị giả vờ. Chị làm thế là để nó về nó chăm. Em thấy con người đã bạc chưa? Cái Phượng thì cứ khóc và giải thích. Nó nghe được mấy câu rồi lại đi bay tiếp. Đấy, em bảo chị như thế thì còn muốn sống nữa không? Nhưng sau đó bố mẹ thằng Long nghe tin chạy vào bệnh viện. Trước đó siêu âm biết là con trai rồi nên hai ông bà cũng lo lắm. Đến động viên. Ai cũng bảo phải sống vì con. Rồi do suy nghĩ nhiều nên nghĩ quẩn. Rồi chị cũng thấy mình làm vậy vì tội nghiệp nó quá. Dẫu sao nó cũng thành hình người rồi. Chị chết không sao, nhưng nó có tội gì đâu. Thế nên sinh được nó ra, chị mới cố gắng sống đến tận bây giờ đấy. Đẻ con ra thì phải có trách nhiệm. Chị không thể nào để nó mồ côi một cút được. Ngày xưa bố chị mất sớm, đời đã thành ra thế này. Nay chị không thể để con chị như vậy được. Vậy nên phải chấp nhận mà sống. Tôi có chút thắc mắc, bởi hôm trước xem trên Facebook tôi thấy ông Long cưng chiều con lắm, bế đi khoe khắp nơi. Nhưng chắc là hình ảnh của mấy tháng trước. Bởi khi ấy nhìn tóc An còn bé tí, tôi hỏi. Em thấy ông ấy bế nó lắm mà. Vậy nên em còn nghĩ anh chị đẻ thêm thằng cu lại càng vui vẻ. Ai ngờ. Được hơn tháng đầu tiên thôi cậu ơi. Công nhận lúc mới đẻ thằng An ra, nó cưng thằng bé lắm, đi đâu cũng bế theo. Lúc đấy chị còn nghĩ có khi đẻ con trai nên nó thay đổi tâm tính. Nhưng hóa ra cũng chỉ là ảo đá. Nó bế con nói toàn những cái cao siêu ảo tưởng sức mạnh, dạng như nó bị cuốn ý. Nó làm cho mọi người ai cũng vui mừng, nhưng nó vẫn chơi, nó vẫn đập đá. Khi An được 2 tháng thì nó còn chẳng buồn sờ vào người con nữa. Sau đó thì bán nhà. Ông bà nội muốn đón cháu về nhưng cũng không được, nó không cho. Chị bắt phải ở đây. Nó ngáo, nó điên. Nó còn cầm dao kề vào cổ chị. Lúc đó chị chỉ mong sao nó cắt luôn cổ chị đi. Nhìn nó khôn lắm. Nó mà giết chị thì ai làm? Ai kiếm tiền cho nó chơi nó phá? Thế nên nó có bao giờ đánh chị đâu. Chắc các bạn sẽ nghĩ tại sao nghe chuyện chị tôi kể đầy nước mắt như thế mà tôi không nghĩ đến chuyện làm gì thằng anh rể. Không phải là tôi không nghĩ đến, thậm chí nghe đến đoạn bà cắt tay tự tử mặc dù đang mang thai trong bụng là tôi muốn xin chết thằng anh rể khốn nạn rồi. Mặc dù có lẽ xin xong thì tôi cũng chết hoặc là đi tù. Bà chị biết tính tôi, đã đánh nhau hoặc điên lên thì chỉ có một là tôi chết, hai là thằng kia chết thôi. Còn không kiểu gì cũng phải tìm nhau để mà tiếp tục câu chuyện giang dở. Bà chị nói. Nhìn chị khổ, cũng có mấy anh em muốn đứng ra giúp. Nhưng dù sao đi nữa, dù nó có là thằng nghiện đá, thì từ trước đến nay nó vẫn có tính tầm ở cái đất này. Nhưng anh em kia ai cũng là người làm ăn, dây vào nó cũng không yên thân. Cái chó chết của chị là lấy đúng vào người như nó. Mà khuyên nó lại nghĩ mọi người bênh chị rồi lại kiếm chuyện. Chưa hết, tuy nó nghiện, nhưng nhờ tiếng tăm của nó nên quán của chị mới tồn tại được đến ngày hôm nay. Tớ biết bọn ngáo đá nó như thế nào rồi. Chính nó mà mấy quán khác phải giải tán đấy. Nó dã man lắm mềm ạ. Đi theo toàn mấy thằng trẻ danh, nhưng toàn bọn cặn bã. Cái gì cũng dám làm. Loại đấy nó còn nguy hiểm hơn giang hồ thật sự. Giang hồ chém giết nhau còn cần lý do. Đây chúng nó nói, đi theo thằng Long thì ngứa mắt thôi là nó cũng chém người ta. Mà cả lũ ngáo đá nó còn nghĩ
chúng nó lúc nào cũng hơn người. Mấy cái quán nuôi nhân viên người trước bị chúng nó quấy cho phải đóng cửa. Xong về nhà, nó bảo đấy, mày thấy chưa? Tao dẹp hết cả cái đường này cho mày làm ăn rồi. Đúng là bản chất con người khi mà thay đổi thì thật là đáng sợ. Tôi nhớ trước đây, anh Long còn từng là người bảo kê cho cả quán bà Thơm khỏi đám Mạnh Miến. Ngày trước khi tôi làm quán bà Thơm cũng bị Mạnh Miến quấy. Lúc đó phải nhờ anh Long can thiệp. Mà đúng hơn là vì tôi cầm cốc đập vỡ đầu cái thằng đấy nên anh Long đứng ra giải quyết. Không tôi cũng khó sống với chúng nó. Bởi vì bất kể lúc nào nó cũng có thể trả đủ cho tôi cả vốn lẫn lãi. Vụ đó anh Long đền nó 10 triệu và nói chuyện đảm bảo nó mới nguôi. Mạnh Miến cũng thuộc dạng thần đá. Nhưng Mạnh Miến thì không có điều kiện như anh Long nên nhìn bê tha bệ giạc và trông hèn hạ hơn. Từ một người bảo kê cho một hai quán, không thể ngờ sau này anh Long đã đi theo vết xe đổ của Mạnh Miến. Không chỉ vậy, Mạnh Miến chỉ là hạng trung bình, còn anh Long khi làm việc xấu với tính cách của mình lại dã man hơn Mạnh Miến gấp nhiều lần. Tôi nói, mấy quán đó cũng phải chịu hả chị? Bà chị tôi gật đầu, bà đam chiêu, hồi tưởng lại cách mà anh Long cùng đám tay chân dẹp mấy quán gái ra làm sao. Tất nhiên, chắc tôi và các bạn đều đoán được. Nhưng chắp sau, chúng ta sẽ gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện có tựa đề Nghề Nuôi Gái được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi những tập cuối cùng của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.